Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết Bắc Bộ đang tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu dần và lệch đông. Về đêm và sáng, khu vực Đông Bắc Bộ trời tạnh ráo và lạnh, mức nhiệt thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, vùng núi nhiệt độ thấp dưới 17 độ. Riêng vài nơi ở phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên thì có thể xuất hiện mưa cục bộ. Còn vào ban ngày, hầu khắp khu vực tiếp tục duy trì tiết trời tạnh ráo, có nắng với mức nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Thời tiết ở Bắc Bộ nói chung là khá ổn định trong khoảng 3 ngày tới, thuận lợi cho hoạt động hàng ngày. Với khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới mưa sẽ giảm hẳn. Vào ban ngày trời sẽ chuyển nắng, nhiệt độ trưa chiều có xu hướng tăng dần. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mức nhiệt từ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Còn ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Trong cơn dông cần đề phòng với dông sét và gió mạnh. Còn vào ban ngày, cả hai khu vực trời đều có nắng với nhiệt độ sẽ tăng nhẹ. Các tỉnh Tây Nguyên nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, còn với khu vực Nam Bộ, mức nhiệt là 31 đến 34 độ, trời khá nóng bức vào trưa chiều. Về cơn bão trên Biển Đông, cơn bão số 7, Yên Sinh, hiện đang ở trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Trong những giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ là khoảng 15 km/h, và sau đó bão sẽ chuyển hướng Tây tới Bắc, rồi sẽ tiếp tục chuyển hẳn sang hướng Tây Nam và sẽ suy yếu dần, hướng về phía khu vực ven biển Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bão trên khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão là từ 6 tới 8 mét, biển động dữ dội. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, với tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, kèm theo gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Bản tin thời tiết cuối ngày 8 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.